Bản tin là năm 2020 nhân cái dịp tân niên đó thưa quý vị. Và những cái lời tiên tri của Nostradamus về vận mệnh toàn cầu. Thưa quý vị, thì quý vị cũng biết Nostradamus là một trong những cái nhà tiên tri mà nổi danh nhất địa cầu. Xin giới thiệu qua về ông là ông sanh năm 1503 và lìa đời năm 1566. Ông cũng là cái tác giả của cuốn sách là Những Lời Tiên Tri. Và một cái bộ sưu tập của những lời tiên đoán của ông đã được phát hành vào năm 1555. Thưa quý vị, những cái lời tiên tri của Nostradamus về năm 2020 thì rất là đáng sợ. Theo ông thì năm 2020 sẽ diễn ra một trận động đất dữ dội tại lục địa Mỹ Latin. Ông cũng dự đoán là cái mực nước biển dâng cao đột ngột và cái tình trạng là ấm lên toàn cầu khiến cho cuộc sống của người dân phải chịu nhiều ảnh hưởng. Những lời tiên đoán gọi là, quý vị biết là sấm truyền đó, rất là đáng sợ của Nostradamus là một cái chủ đề tranh cãi trong nhiều thế kỷ. Và trong bối cảnh mà thế giới bước sang năm mới 2020 thì những cái lời tiên tri này một lần nữa lại hiện diện. Những cái lời tiên tri sấm truyền của ông thì nó thường là miêu tả nhiều những cái sự kiện thiên tai thảm khốc và dự trù thì theo ông sẽ diễn ra trên khắp địa cầu từ giữa thế kỷ thứ 16 cho đến cái ngày mà tận thế đã thưa quý vị. Thì cũng có nhiều tiên đoán của Nostradamus được cho là từng trở thành hiện thực sau khi mà ông lìa đời. Trong đó gồm có cái chết của Hoàng đế Henry Đệ Nhị nổi danh nước Pháp, hay là cái lời sấm truyền của ông về cái trận đại hỏa hoạn tại London, Anh Quốc năm 1666 và sự nổi dậy, sự trỗi dậy của Hitler đó. Theo một cái tác giả của cuốn sách là Peter Lorre, ông viết cái cuốn sách là Nostradamus 2003-2025, A History of the Future, thì năm 2020 sẽ là năm mà có nhiều cái biến động. Đặc biệt là sẽ có một cuộc cách mạng tài chính rất lớn sẽ nổ ra. Một cái cuộc khủng hoảng kinh tế lớn cũng có thể sẽ hiện diện khiến cho các thương nghiệp sẽ bị phá sản khắp mọi nơi. Kinh tế suy thoái ở nhiều quốc gia. Và lúc đó thì cái lời dự đoán của ông là nền kinh tế toàn cầu sẽ bước vô một cái thời kỳ tăm tối. Và nhân loại có thể sẽ đối mặt với nhiều cơn bão lớn, những nguy hiểm gây thương vong lớn về người và tài sản trong năm nay thưa quý vị, năm 2020. Một cái chuyên gia ngoại cảm là Hamilton Parker đã từng chia sẻ với cái nhật san của Anh Quốc là Express về việc là nhà tiên tri Nostradamus đã từng dự đoán, thưa quý vị, là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ thứ nhì là Tổng thống của ông. Có nghĩa là như vậy là theo lời tiên tri của Nostradamus thì Tổng thống Trump sẽ đắc cử cái nhiệm kỳ thứ nhì, nhưng ông sẽ bị ám sát. Đó là cái lời mà tiên tri của Nostradamus. Và ông cũng đoán về một cái cuộc xung đột lớn sẽ diễn ra trong năm nay 2020 gây biến động lớn, đặc biệt là tại khu vực Trung Đông, thưa quý vị. Tuy vậy thì các nhà phê bình cũng đã chỉ trích những cái lời tiên đoán của Nostradamus vẫn còn nhiều mơ hồ và cần tới những cái suy diễn để có thể đưa ra những cái kết luận mà đáng tin cậy hơn. Và đây cũng là cái cơ sở để một số người sẽ suy diễn theo ý của họ. Người ta nói rằng chỉ cần là dịch đi một cách hơi sai hay nói đi theo một lối hơi khác thì có thể đã hiểu những cái lời tiên tri của Nostradamus theo một hướng hoàn toàn khác, theo những cái nhật san của Anh Quốc chia sẻ như vậy. Thì thưa quý vị, trong cái bản tin thứ nhất của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy là những cái lời tiên tri của Nostradamus về năm 2020 nó cũng có những cái vấn đề nó rất là gần kề với những cái sự kiện trong hiện tại đang diễn ra hiện nay, mặc dầu ông là nhà tiên tri sống từ thế kỷ thứ 15 và 16, đã 5-600 năm trở về trước. Thì thưa quý vị, rằng trong những cái lời tiên tri của ông, quý vị cũng để ý, thứ nhất là ông có lời tiên tri về hiện tượng ấm lên toàn cầu. Và những cái sự thay đổi rất lớn của địa cầu, đặc biệt là về vấn đề là biến đổi khí hậu, thì điều đó hiện nay nó cũng đang thực sự là diễn ra. Và cái điều đặc biệt là ông nói hai điều mà hiện nay trong thời điểm này, trong cái tuần này nó đang rất là nóng bỏng. Thứ nhất là ông nói về những cái sự biến động rất lớn tại khu vực mà Trung Đông. Thì quý vị cũng biết rằng là trong tuần này đã diễn ra những cái xung đột rất mạnh mẽ giữa Hoa Kỳ và Iran, mà người ta dự đoán có thể sẽ dẫn tới cái nguy cơ là một cuộc chiến tranh hạt nhân và khởi sự cái đệ tam thế chiến của nhân loại.
Và ông cũng, Nostradamus cũng dự đoán về Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ trong năm 2020, thì ông dự đoán là Tổng thống Trump sẽ là người đắc cử cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Nhưng Nostradamus lại dự đoán rằng Tổng thống Trump có nguy cơ sẽ bị ám sát trong nhiệm kỳ thứ nhì của mình. Thì đó là những lời mà tiên tri của ông. Trong quá khứ thì ông đã tiên tri rất nhiều, nhưng cũng có những lời tiên tri của ông không thành hiện thực, và cũng có một số điểm thì đã trở thành hiện thực. Chúng ta hãy cùng chờ đợi trong năm 2020 và những năm tới thì những cái tiên tri của Nostradamus có trở thành hiện thực hay không. Thưa quý vị, chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị như vậy.